Chào bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video gần nhất của mình nha. Đó, thì khi mà mình không up video lên trên kênh của mình các bạn, thì có nhiều người vô hỏi là sao anh nháo không mấy tháng nay chưa up clip. Thì các bạn cũng biết đó, mình năm nay cũng học lớp 12 rồi, bài vở rồi này kia cũng chuẩn bị ôn thi giữa kỳ nè các bạn. Thi giữa kỳ xong rồi mình chuẩn bị thi học kỳ nữa. Rồi Vũ Thanh sao em? Em cũng gần thi chưa? Gần thi rồi anh ơi, tuần sau nè. Trời ơi, đó các bạn thấy chưa? Cho nên phải ôn thi dữ lắm luôn. Cho nên mình sẽ gán một tuần, mình sẽ ra một video cho các bạn xem nha. Nên có gì sai sót thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình nha các bạn. Đó, còn đây chị Hảo nè. Chị Hảo học rồi gần thi chưa chị Hảo? Cũng gần thi rồi. Đó, thì ngày hôm nay là mình sẽ làm ra một cái video, chính là một cái món ăn mà mình coi các bạn, nó là cái món gì mà cũng là gọi là đặc sản nữa vậy các bạn ơi. Nước mía trái cây nha. Nước mía trái cây hả? Hồi đó giờ em có uống thử cái nước mía trái cây lần nào chưa, hay là chỉ uống nước mía thôi? Em uống nước mía không mà, chứ có trái cây đâu. Rồi bữa nay thì anh làm cái món này rất là độc đáo luôn nè. Uống chị Thảo bị đau bụng không trời? Trời ơi sao đau bụng luôn chị. Chị Thảo hồi đó giờ chị có nghe qua cái món nước mía trái cây lần nào chưa? Chưa, hồi đó giờ nước mía là để tắt không à, chứ khớm rồi chứ chưa để gì chân á. Thằng ơi. Rồi vậy thì bữa nay em mời chị Hảo và Vũ Anh đi vô đây. Em đã chuẩn bị hết cái nguyên liệu đầy đủ trơn rồi. Thiệt luôn á? Thiệt mà. Rồi vô đây đi chị Hảo và Vũ Anh. Thì ở đây em có nước mía trái cây là sẽ có trái cây đúng không? Mít nè. Ở đây em có một mít nè. Dâu. Cái này là gì? Cái này sầu riêng. Sao có muối vậy anh Ngâu? Thì hồi nãy đó anh đi học về cái anh mua sầu riêng, thấy thèm quá ăn hết muối luôn rồi. Em thèm mà thèm muối luôn nha. Bậy cái này để chịu bé cho mấy đứa nhỏ đây ca ơi. Ê Ngáo, mà sao nước mía có đậu phộng nữa hả? Đúng rồi chị, để vô nó mới ngon á. Có rau câu nữa. Đúng rồi. Chị Thảo, chị vô chổng chị lấy nói chung là chị đi làm rau câu cho em đi chị Thảo ơi. Này chị biết phải không? Biết. Còn như đây. Bây giờ hai anh em mình vô chổng lấy thớt ra nè để mình sắc mít ra nè em đó không? Để đi lấy cho. Đi lấy vô anh. Xé bịch rau câu ra đi. Dạ. Tiếp một pha rau câu nhét bạn đó. Đổ một rau câu vô nè. Ủa mình chế hết luôn hả chị Thảo? Đúng rồi, chế hết luôn. Rồi được thì mình múc mấy muỗng được chị? Rồi muốn múc nhiều múc, càng múc càng ngon mà. Dạ. Kéo vào tay với đồ đựng này anh Ngáo. Rồi ok, vậy bây giờ em cắt mít rồi giúp anh đi hả Thanh? Anh chị múc đi 3 muỗng đường nghe. 3 muỗng nha. 1 nè, 2 nè, 3. Rồi ok chị ơi, như mít làm vừa tắt đúng không? Đúng rồi em, mít mình kiểu như mình cắt vừa miệng mình thôi. Ok anh. Vừa miệng mấy đứa nhỏ chứ mấy đứa nhỏ uống mà. Trời ngon nha. Đó em thích ăn mít dữ lắm á. Để chiều nay anh sẽ làm cho em một cái ly rất là đặc biệt luôn nha Thanh. Ok. Ly đặc biệt luôn nha. Dạ. Ok. Thì đó giờ mình ăn là mẹ mình tách không nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình tách luôn á. Trời ơi xanh đi. Mẹ mình tách ra được cái miếng nào. Nãy giờ ảnh cũng tách được nhiều lắm nha các bạn. Rồi nước tới rồi nè, pha bột rau câu thôi. Dạ. Hồi nãy là chị để mấy muỗng đường vậy Ngáo? Hồi nãy chị để có 3 muỗng thì em thấy còn chưa đủ cái gì đó. Rồi để thêm 3 muỗng nữa hay là 6 muỗng nha. Rồi. Thì chị để càng nhiều đường thì càng ngọt hay chứ có đâu. 4 nè, 5. Rồi được đó chị ơi. 7 muỗng luôn. Rồi, quá ngọt rồi đó. Rồi đổ vô pha nè. Rồi. Đổ vô đi chị. Hết luôn đi không? Đúng rồi. Sau đó thì mình quậy đều lên. Cho rau câu nó nở ra chứ là nó tan. Vậy cái phần rau câu nè thì em giao cho chị đi chị Thảo. Đó, đường tan rồi nè các bạn, mình sẽ bỏ qua một bên cho rau câu nó nở nha. Tiếp theo là mình sẽ sắc mít vào tay cho nó an toàn vệ sinh thực phẩm nè. Thanh cứ lấy giùm chị cái tấm hớt đi Thanh. Tâm thân hả? Em đang sát mà chị sẵn đó đi lấy. Anh Ngáo nè, nãy giờ làm gì đâu, đi lấy đi. Trời ơi, đang quay phim mà mày cũng đỡ hờ anh được nữa. Đi lấy lẹ đi. Trời, cái mâm là chị Thảo ơi. Rồi cảm ơn nha. Thanh á thì lột hộp mít ra, còn mình sẽ sắc mít thành sợi nhát bạn. Rồi chị nhớ là sắc nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ nè nha chị. Rồi sắc thành sợi giống vậy nè. Chắc em làm được chút xíu thôi đó, chứ xíu nữa em đi học rồi. Thì anh cũng đi học mà. Thì em gán làm xong cái bọc này đi. Lâu rồi nha. Rồi dán đêm ơi, còn nhiều rồi để chị Thảo làm. Vậy? Sắc hành sợi y chang như là mình uống vừa tắt vậy đó. Thì nó càng nhỏ mình nhai càng ngon ngon miệng, có gì đâu chị. Đúng rồi. Cái này lâu quá trời lâu rồi. Mệt. Mỏi mấy con tài nữa. Ê chị Thảo. Vậy? Chắc miếng bự ăn cho đã. Nhỏ rồi, mấy đứa nhỏ không chịu đâu. Biết rồi. Bự vậy đó chị Thảo. Rồi bự cỡ này được chưa?
hơi bự rồi đó, nhỏ xíu nữa. Vậy ha. Ừ, vậy đó. Rồi. Ở miếng bên đây. Mấy đứa nhỏ giờ thích ăn miếng bự luôn. Thôi giờ mình bắt đầu mình rửa dâu nha mấy bạn. Đây. Để muối vô luôn nha. Đây, các bạn nên rửa nước muối nha các bạn cho nó sạch. Đây. Dầu nè bạn thấy không? Quá đẹp luôn nha. Cho vô hết luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Dầu mình mua nè. Trời ơi. Đỏ tươi không luôn các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đi rửa nha. Rửa xong rồi mình sẽ để qua cái gỗ. Đây. Mình cũng đã rửa dâu xong rồi nha. Đó, quá ngon luôn nha các bạn. Sao Thành, em thấy dâu của anh sao? Ê, để chiều bán em ơi, chiều mình ăn luôn. Ê, cái này bị sâu nè, để em gọt ra. Trời ơi. Nè, giờ chị gọt mít mà nó ngồi nó bốc quanh hoài luôn á. Em nãy giờ em tách hộp nè. Wow, các bạn thấy chưa? Quá wow, đẹp luôn nha các bạn, hồi nãy giờ mới nửa thố nha, còn như đây là Vũ Anh ghé nha em. Chị Thảo, bây giờ chị vô trỏng giúp em là thắng câu câu giúp em đây ha. Còn okay. Ở đây để hai tụi em lo cho. Nãy giờ anh nhớ chưa làm nè, anh làm đi em quay cho. Trời ơi. Rồi. Ê. Chị, em quay đi cho anh ăn hả? Ê. Để em. Trời ơi, làm đây. Đây. Rồi, bật bếp lên. Giờ quậy đều cho rau câu nó tan ra rồi mình sẽ nhắc xuống đổ vô khuôn nha các bạn. Giờ mình sẽ cho mít vô nha các bạn. Đó, rau câu mình trộn mít ăn mới ngon. Rồi, được rồi nè, tắt bếp thôi. Rồi, chuẩn bị đổ ra khuôn nè. Ra ngoài nè, đổ rau câu vô. Đó cháu, cần hố thì điện cho đẹp. Đổ hết xuống chị hả? Dớt cái mít ra cái hả? A few moments later. Rồi thì bây giờ cũng chèo nha, mình với Vũ Hanh cũng đã đi học về nè các bạn. Chị Thảo thì bản là phụ ly nè, nước đá nè, nói chung là chuẩn bị các thứ các bạn. Còn mình với Vũ Thanh thì qua đây để xay nước mía nha các bạn. Đó, hồi đó giờ em có biết xay nước mía không Thanh? À, em coi ta xay không chứ em có xay đâu. Bây giờ xíu nữa, bây giờ em quay phim đi để anh quay nước mía cho em. Đúng coi. Đúng cái gàng vậy à. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ qua mình xay nước mía nha các bạn. Đây, mở máy lên nè. Đây, đầu tiên là mình để khóm vô trước nha. Đây, đó. Tiếp theo là hành nha mấy bạn. Đây. Tại vì cái máy này các bạn là nó ép cây mía một lần là nó sạch nước luôn à. Có nhiều cái máy mà ép 2-3 lần mới sạch nữa. Chứ cái máy này một lần một các bạn ơi. Đây. Đây gạt nước luôn nha. Ơi mới đây mà nước mía được nửa ly nè Thanh ơi. Đây. Đây. Nước mía kìa các bạn. Lần này rồi nha. Cây nữa đầy rồi. Rồi. Rồi một cây nữa là đủ rồi nha các bạn. Để vô. Rồi. Ok đó. Đây. Gần đầy ly nước mía nè các bạn. Thanh quay nè Thanh. Rồi gần đi đại ly nha bạn. Ôi trời ơi. Rồi tắt máy đi hỏi đây chạy nha. Tôi thì mấy chị em của mình cũng đã chuẩn bị xong tất cả rồi nha. Đó thì ngày hôm nay quán của mình sẽ có là nước mía nè các bạn. Đó là món không thể thiếu. Rồi tới rau câu mít. Rồi dâu. Đó. Rồi đây là mít nha. Còn đây là sầu riêng mà mình để vô cái máy xay nè bạn. Mình xay nhuyễn rồi đó. Đây, nói chung là khách tới kêu là mình làm tất cả đầy đủ luôn nha các bạn. Chủ quán của mình sẽ gồm có những món như là nước mía mít nè các bạn. Đó, còn ngoài ra khách muốn kêu thêm sinh tố dâu hoặc là sinh tố mít thì mình làm vẫn được luôn nha. Đúng rồi. Thì nói chung mấy chị em của mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho rồi. Bây giờ đỡ khách vô là mình sẽ múc ra cho khách uống thôi các bạn ơi. Bàn ghế mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi nè. Rồi, mấy đứa nhỏ tới. Rồi, mấy đứa nhỏ tới luôn rồi. Vô đây anh trai. Vô đây. Ôi ơi. Đây. Vô đây luôn. Ủa? Xem trai nó vô luôn em. Vô luôn đi. Trời ơi, sao đi bỏ em nữa Khen. Em thèm lăng quá mày trời. Nha, mày tao nói mày gì nhẫn trọng trách mày dẫn nhỏ ai nhà mày bỏ nhỏ mày chạy vô trước. Rồi thì nói chung mà mấy đứa vô bạn ngồi đi. Thôi mấy đứa đông quá thì ngồi cái bàn lớn này đi ha. Dạ. Rồi thì bây giờ là ngày hôm nay anh rồi để anh bắt cái ghế cho em ngồi. Trời ơi. Sao mấy đứa vô ngồi chân bỏ con nhỏ. Vô ngồi. Khen nữa. Rồi thì ngày hôm nay là
quán của anh là gồm có những cái món như là nước mía mít nè, sinh tố dâu, sinh tố mít, nói chung là em muốn làm cái gì cũng được hết trơn á. Em muốn gì? Em chắc là em muốn lẹ đi đại ca ơi. Trời ơi. Rồi em trai uống gì Quân? Có lỏng hơn Phước chứ. Sinh tố dâu. Sinh tố dâu đúng không? Dạ. Rồi. Hồi nãy nói gì em quên hết trơn. Nước mía mít đầy đủ đi em ơi. Nước mía mít đầy đủ đây. Rồi, em trai uống gì em? Sinh tố dâu đi. Sinh tố dâu ha. Rồi em uống gì? Em muốn dâu tây. Dâu tây là sinh tố dâu á hả? À đúng rồi. Rồi. Rồi sao em kháng? Dạ em muốn sinh tố mít. Sinh tố mít không? Rồi. Làm 3 ly sinh tố dâu, 1 ly sinh tố mít với lại 1 ly nước mía mít đầy đủ. Ok. Rồi, lẹ lẹ đi, lẹ lẹ đi. Lấy nè. Rồi, Vũ Thanh phụ chị Thảo đi em trai. Rồi, ở đây có gì em múc nước đá cho nha. Ờ. Đó, 5 ly, lẹ lẹ cho mấy đứa. Rồi, 5 ly, đá đây nè. Rồi, đưa đây chị. Dạ. Đây, mình sẽ múc đá nha bạn. Rồi, đổ nước mía vô nha bạn. Tới đây là ổn rồi nè. Còn nghe là 5 ly nha bạn. Gần tới rồi. Rồi bỏ dâu vô. Đó, mình sẽ bỏ 2 trái dâu nha các bạn. Dạ. Cắt ra nè, xẻo thành đôi. Rồi đó, bỏ vô. 3 ly dâu, 3 ly mít. Rồi đây. Bỏ nước đá luôn. Ủa bạn bên kia mấy ly vậy? Mấy ly xin tốt dâu hả? 3 ly á chị. 3 ly rồi. Rồi 3 ly là 6 trái. Rồi nhanh đi chị Hảo. Đây có mấy trái rồi chị Hảo? Rồi 3 trái rồi đó. Đúng chưa? Rồi 4 trái. Để chị Hảo. Từ em đâu vậy? Đáng lẽ ra là quán của mình sẽ hoạt động vào ban nhà ban buổi trưa các bạn. Tại vì buổi trưa là mấy đứa đi học về. Kiểu như là nắng nóng á, cho nên phải uống nước mía để giải khát nha các bạn. Cho nên tại vì mình với Vũ Anh học buổi trưa các bạn, cho nên là không có quay buổi trưa được. Cho nên là phải quay buổi chiều. Rồi mình sẽ bắt đầu xây nha các bạn. Ừ, đúng chưa? Thì ở lộn. Vậy mới đúng rồi. Trời. Xây. Trời ơi, đỏ các bạn. Còn ghê chưa? Ngon với ta. À, mấy bạn ơi, hổm gà mình đang thèm sầu riêng cho nên mình sẽ xin anh Nháo để thêm cho mình miếng sầu riêng nha. Anh Nháo ơi, để thêm cho em miếng sầu riêng. Ok em. Em nha anh. Mày uống sinh tố dâu mày để thêm sầu riêng làm gì mày? Ừ, tao hết. Dạ mày coi chừng nha, tối về bị tiêu đừng có đỡ hên Nháo á. Miệng mày siêu xẻo như vậy. Miệng tao. Rồi xây xong rồi chị Thảo ơi. Rồi chết luôn đi anh ơi. Chết luôn. Đó. Rồi thơm thiệt. Rồi 3 ly nha, đừng chế dư đó. Ok chị. 1 ly. Rồi để sầu riêng lên nè. Rồi chị Thảo. Mỗi ly là 1 muỗng sầu riêng nha. Rồi để cháu. Từ từ. Rồi đó. Rồi. Ok. Rồi bưng cho khách, Ok. Trời ơi. Đây. Bưng ra cho khách thôi mấy bạn ơi. Đây, hồi nãy em nè kêu xin tố dâu đâu. Em phải không? Em xin tố dâu nữa. Em. Rồi, em nhỏ này nữa nè. Rồi hai em chờ xíu nha, khen với đồ. Dạ. Rồi, tạm tiếp chị Thảo ơi. Rồi, em xin tố anh ơi. Mít đúng không? Đúng rồi. Vàng này cũng đẹp lắm chứ bộ. Rồi hai chú làm xúc tấm mắt đi, để chị làm nước miếng mắt cho. Ok. Rồi bỏ tấm bên lên nè. Ba miếng mắt đi. Tiếp theo là rau câu. Múc muỗng sầu riêng bỏ vô nè. Tiếp theo tới em để đậu phộng vô nữa. Rồi anh ơi chế nước miếng em chị ơi. Ok. Rồi nước miếng này nè. Rồi. Rồi chế vô đi. Đó. Rồi. Được rồi đó. Ok. Rồi mình đã làm xong rồi nha. Bây giờ để muỗng vô. Em đưa cho khách thôi. Đây. Đây nè đồ ơi. Rồi thử nước đi em ơi. Uống đi Phước. Rồi. Làm lại lẻ lên nha Thanh. Rồi em thấy sao đồ? Đây xin tố mít đây. Đúng rồi. Rồi mấy đứa uống đi em, uống đi. Ngon em. Ơi. Cái món này lần đầu tiên anh làm luôn á, em thấy sao đồ? Ngon. Ngon phải không? Rồi ok đó. 10 điểm đồ. 10 điểm. Rồi, Phước em thấy sao về cái ly này của anh? Dạ rất ngon. Rất ngon phải không? Dạ. Ok. Em trai, em thấy cái ly nước của anh ngon không? Ngon. Ok. Con nít là không bao giờ nói dối nha các bạn. Ê, uống nè em, có gì dạ, anh cho thêm. Anh nữa kìa. Có khách nữa hả? Nháo này bạn.
bán gì vậy? Hôm nay anh bán nước nè Kim Cương ơi. Ai, vô đây coi nè em. Ôi, gì vậy? Bây giờ ở đây quán của anh nó có nước là nước mía mít, là cái đặc sản dữ lắm luôn á. Em uống thử không? Rồi em uống một ly nước mía mít hay sao? Dạ. Thì em muốn gì em? Một ly nước mía mít. Rồi. Quên. Một ly nước mía mít. Rồi, vô bàn ơi. Rồi rồi, vô bàn ngồi. Bàn này nè. Em lấy ghế qua cho. Đây, rồi. Ngồi đây đi. Cá cho chị làm đi. Cho okay. Tay đi ghế làm. Ngồi lẹ đi anh ơi. Từ chị. Rồi nè chị Thảo. Rồi đưa đây. 3 ly. Rồi bỏ tóc bên lên. Một ly là mình sẽ cho 3 miếng mít nha các bạn. Đó. Tiếp theo là một miếng rau câu. Trời ơi, tiếp theo là sầu riêng nè. Cuối cùng là đậu phộng. Đó. Rồi. Sau đó thì mình sẽ cho nước mía vô. Ok, vậy là hoàn thành rồi đó. Cảm ơn Phúc Vy Thành ơi. Ok chị. Ly tiếp theo nè. Nè. Lấy cái muỗng. Rồi, làm xong chưa? Để xong 3 ly để em sẵn cho khách luôn anh nhé ơi. Ừ, để 3 ly đi. Uống đá đi em. Đợi lên. Rồi. Đó, đem chi nước mía chưa? Rồi ok chị. Được rồi đó. Rồi, làm tiếp đi chị Thảo. Rồi, ly cuối cùng nè. Em cho hút với muỗng vô trò. Lẹ đi, khách chợ kìa. Ừ, đừng có hối. Đây là cái món mà mình làm lần đầu tiên mà thành công luôn các bạn ơi. Rồi, được chưa chị? Để nước mía vô. Rồi, để miếng rau câu lên. Xong rồi đó. Muỗng hút vô nữa. Bưa cho khách nè. Từ anh. Khách người ta chờ kìa, em ơi, lẹ lên. Rồi đó, anh đem ra đi. Dở đem với nhau đi. Còn ly cuối nè. Đây, đem ra cho mấy em này nha các bạn. Rồi. Em gái uống trước đi, Quân chờ xíu nha. Dạ. Rồi, con Quân đây. Cảm ơn chị Thảo. Trời ngon. Rồi, rồi bây giờ mấy đứa uống rồi cho anh biết cảm nhận thật sự luôn nha. Dạ. Đâu Kim Cương uống đi Kim Cương. Đó. Ngon lắm anh. Em bây giờ em ăn sầu riêng rồi mít rồi kia kìa, rau câu nữa. Đó. Rất là nhiều topping luôn đó nha. Ngon thiệt anh. Ok, xíu nữa mình bán xong các bạn, mình sẽ làm thử cho mình uống một ly nha. Trời sao thấy mấy đứa này khen ngon quá trời luôn. Kim Cương ơi, cái này cứ quậy quậy lên nó uống nó hơn sầu riêng lắm luôn á. Ừ, để em làm thử. Ngon thiệt chị ơi. Nãy giờ mình bán mà có mới 2 bạn các bạn ơi, bình thường hồi đó bán 5-6 bạn luôn á. Khách không kịp ăn luôn mà giờ Thanh ăn được liền. Thanh, bây giờ mình tự cảm nhận món của mình ơi, ngon không? Ngon. Quá đỉnh là. Ê Thanh kìa. Ôi, tới luôn kìa. Hello. Rồi, này. Ủa này làm món gì hả? Này mình kêu nó là tới tiếp mình bán quán nha. Dạ rồi em tới tiếp. Giờ tới ăn luôn các bạn. Rồi vô làm khách luôn. Rồi bạn. Thôi lấy tiền này nhiều nhất nha bạn. Lấy tiền các ba nha. Rồi vô luôn. Rồi hỏi em. Rồi bây giờ mấy đứa uống gì? Hôm nay là quán của anh có bán cái món là cái gì à, nước mía mít. Đó, độc lạ không? Uống thử đi. Mía mít rồi hả? Có nước gì nữa không? Nước mía mít rồi trái cây full topping đúng không ạ? Ok luôn. Ok, rồi nhau uống vậy. Dạ em uống một ly luôn. Rồi giống menu phải không? Rồi giỏ. Em uống một ly luôn. Rồi bữa nay mày chảy hai máy nữa mày. Mày vậy thôi, mà hơi về topping nha. Rồi ok, còn em uống gì? Em bị chèn tướng luôn anh em. Vậy là 4 ly đó, 4 ly. Ok, 4 ly mía mít vào. Rồi múc đá bỏ cho đi Thanh. 4 ly nha. Thôi làm lẹ tay lên anh ơi. Trời ơi. Rồi đem bao tay vô lên. Nhớ lấy tiền của con Thảo cấp 3 nha. Lấy tiền của con Nu nhiều nhiều các bạn ơi. Chị trời, em có làm gì đâu. Rồi bỏ mít vô nè. Rồi tới bên nhiều nhiều đi chị Thảo ơi. Rồi đó được nhiêu đây được chưa? Được rồi chị. Rồi con cao. Tiếp theo là đậu phộng. Rồi. Cuối cùng là sầu riêng. Sầu riêng nè. Rồi chế nước mía cho đi ngáo ơi. Rồi đổ nước mía cho đi ngáo ơi. Rồi ok chị nha. Rồi 3 ly. Rồi. Cho nước mía nhiều nhiều các bạn. Rồi tới ly này. Đó. Quá đã luôn nha các bạn. Ly này luôn.
Rồi, đi cuối cùng. Trời ơi, quá đã luôn. Gần hết nước miếng của mình rồi các bạn ơi. Bưng ra. Biết rồi. Rồi, đi cố nu với nhân đây. Ok. Thôi, nhìn hấp dẫn chưa hả? Sao hấp dẫn luôn. Nào, để em thử một miếng rồi. Con vỏ dân khá nè. Wow, ngon quá. Rồi bây giờ là thử miếng nha, bạn miếng mít nha. Uống rồi cho anh biết cảm nhận thật sự luôn nha. Khá uống rồi mít các em. Ôi sao ngon không? Ngon quá anh Ngáo ơi. Em múc mít với lại sầu riêng rồi này kia kìa. Câu câu rồi ăn vô. Gõ ăn nhiều nhiều với mày đừng nhại nha. Dạ. Có đồ phộng nữa nè trời. Chứ sao em. Ăn cho biết cảm nhận với đâu. Nước mía hiện ngọt chứ thôi mà bạn. Có mùi sầu riêng béo béo nữa. Tạ thử miếng câu câu mít của anh Ngáo làm đi nha. Ngon. Giòn quá anh nha. Ok em, rồi sao vỏ thấy sao em? Mít nó ngọt ngọt ha em. Uống thêm miếng nước mía lạnh lạnh ha. Mà em có uống cái sầu riêng được không? Em có thích ăn sầu riêng không? Em ăn được. À, tôi biết vậy anh để cho mày nhiều rồi. Rồi nu thấy sao nu? Ủa này là gì anh Ngáo? Cái nào? Này là con mít đây em ơi. Con mít nha. Rồi. Để ăn thử rồi. Ừ. Rồi nhớ thấy sao nha? Dạ mít quá ngon luôn. Ok, vậy ăn nhiều đi nha em. Có gì anh cho thêm. Dạ. Anh Ngáo ơi, sầu riêng ngon mà sao anh không để nguyên muối luôn? Trời ơi, để nguyên muối anh lỗ sao mày? Lỗ gì nữa. Hey, rồi mấy đứa ăn ngon miệng nha. Dạ. Nước của anh Ngáo á làm ngon quá các bạn ơi. Nếu bạn thích anh Ngáo bán cái gì á, hãy bình luận phía dưới nha. Miếng vô câu coi. Ngon. Này bán gì chị Thảo? Ai sao em tới trễ vậy? Em mới ra banh về nè. Rồi thì ngày hôm nay là quán của anh á có bán cái nước là nước mía mít là đặc sản luôn em. Em muốn thử không? Rồi. Ủa cái này là sầu riêng hay gì anh? Đúng rồi, cái này là sầu riêng mà anh xay ra nhuyễn em. Rồi, vậy thôi để cho em nước mía thôi, em ăn sầu riêng không được. Sao kỳ vậy? Vậy thôi anh để mít cho em á, chứ đọc không được không? Để đầy đủ luôn đi. Ok, đi tao làm sẵn rồi uống. Hay gì hả? Ủa vậy? Cũng được. Hẹn nước nha các bạn ơi. Cái giống vậy đại. Rồi, quả quý luôn. Để đây ngồi chung với Nú nè. Rồi. Hello mọi người. Vừa tới có nước luôn. Rồi đây. Rồi con đại nha. Rồi bây giờ là em muốn thử rồi cho em biết cảm nhận thật sự luôn nha đại. Ok anh. Thôi thôi. Ngon quá hả? Chứ sao em? Ừ. Dạ có sao? Bây giờ bạo anh Nú. Đúng rồi em. Anh Nú không có trái dầu em không có. Trời ơi, tại vì đâu tôi có ly giặt bẹt đâu. Kỳ quá à. Trời ơi, tại vì đâu có sầu riêng nữa em. Tại tôi khách VIP á, bạn thông cảm nha, đừng buồn. Mua đi Thảo. Trời ơi, quá nhìn ngon rồi các bạn ơi. Ở chia tôi nữa chơi dầu rồi. Không. Đại kiếp kèo quá bạn. Ê anh ơi, cho tôi xin chơi dầu ơi. Chị dâu hả? Ê, xin là phải thêm tiền nữa nha. Ok phải luôn. Tiền á. Đây. Cắt cho chị dâu đây. Đúng rồi, rất sạch sẽ đúng không? Đem được bao tay. Cái nào bự bự nha anh. Mày nhỏ được rồi, mày ăn bự chị. Bỏ trái 5.000 nha Nu. Ok luôn. Đó. Thằng Nu này nó giàu, để mua lấy cho nó chịu nhiều đi Thanh ơi. Dạo mới chịu. Thằng Nu nè, cái ly của nó là mình tính tiền gấp 3 người ta nha các bạn. Chứ gì đó. Bán em xin miếng sầu riêng nó đi. Được không? Ok. Ăn dữ quá trời. Cho nó đi tội nghiệp tôi muốn đi trời. Cắt thêm miếng đá được không? Dạ ok rồi, luôn. Ăn miếng đá luôn. Em đây cái tiền nha ơi. Trời ơi. Trời ơi đá. Đó. Ok em cảm ơn nha. Anh Ngáo ơi tính tiền. Ơi tính tiền hả? Rồi ba đứa em là mỗi ly là 10.000 á em ơi. Tổng cộng là 30. Em gửi tiền. Rồi cảm ơn mấy em nha. Dễ nha ơi. Dễ dễ. Rồi bye bye nha. Chừng nào anh mở thêm mấy cái món mới thì anh sẽ hú em tí, ok không? Anh nhớ hú nha, hổ dài là anh quên hú không rồi đó. Rồi, ok ok. Coi ly em coi trên nhau hết rồi nè. Cho hết rồi, đây một ly anh ơi. Rồi, đó rồi nè. Trời ơi, đại này 2 ly đó mấy bạn ơi. Cái ly cũng đại quá trời luôn nè các bạn. Coi vậy em đu tiền rồi. Quá ngon các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Mình không biết sao mà mới vô uống là trời nó mưa luôn các bạn. Không biết sao hồi về nữa. Ủa? Mày uống ly giờ mấy ly rồi đại? Ly thứ 2 rồi nè. Rồi tao cũng ly thứ 2 nè mày. Ngon không? Ngon chứ, không ngon uống sao nhiều mày. Quá ngon mẹ.
Bán cho khách nãy giờ thì bây giờ mình với Vũ Thanh mới được thưởng thức cái ly đây của mình nè bạn, nước mía mít này nha. Đó. Mình làm mà mình cũng thấy ngon các bạn ơi, rất là ngon luôn nha. Thanh thấy thấy sao anh? Ngon anh, rất ngon mà. Mình uống phần nửa ly nè bạn. Đó. Uống nhiều quá rồi. Tiền. Thôi tới tiền cho nhóm ơi. Tiền nhóm ơi. À 2 ly nhiêu ạ? 2 ly, 1 ly của 10.000 em ơi. Ơi dễ vậy. Em đủ luôn nè. Trời ơi, hai này là rất sạp nha bạn. Mỗi lần vô là 2 ly 2 ly. Vậy mà đã rồi. Em chơi rồi, cảm ơn em nha. Trời ơi, trời ơi, cảm ơn mấy em. Rồi thằng Nhân là em mình mấy bạn quên nữa, tính thuộc bạn rồi. Em luôn nhau rồi. Rồi chơi cần nè nè, cầm thì cầm thắm, kiếm tiền kiếm tiền. Cảm ơn nha. Rồi rồi đủ chưa? Rồi làm gì thì nói chung ngày hôm nay là mấy anh em mình mấy bạn cũng đã hoàn thành xong cái buổi bán ngày hôm nay rồi, quá tuyệt vời đó các bạn ơi. Thành quả ngày hôm nay 2, 4, 6 rồi. 8, 5 này nữa. Rồi thì nữa mình có mở quán ra, mình sẽ rủ thêm nhiều nhiều mấy đứa nhỏ lại đây để ủng hộ mình đó các bạn. Nếu có lần sau mình mở quán ra hay là làm những món ăn hay là những cái đồ uống như các bạn, mình sẽ rủ nhiều đứa nhỏ lại đây tới ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì trời ơi, còn gán ăn được nữa, hồi xíu nữa kết thúc video đi, anh cho em hết cái thú mít này luôn á. Rồi em nữa nha. Trời ơi. Thì nếu bạn thích video này á thì cho mấy anh em mình xem một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Nhá TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.